Sáng 22 tháng 1, Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Đông tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết 137 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo và tổng kết công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt một số nội dung quan trọng trong thực hiện việc quản lý và sử dụng pháo theo tinh thần nghị quyết số 37 ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ, trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý sử dụng pháo đến cán bộ, công chức, người lao động địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp pháo, cam kết không sản xuất, tàn trữ, mua bán và vận chuyển, sử dụng các loại pháo. Cũng tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Đông tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, trên địa bàn phường xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, trong đó va chạm giao thông xảy ra 13 vụ, làm 21 người bị thương, tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết. Trong năm, công an phường đã chủ động tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn. Thời gian tới, phường Mỹ Đông tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Trước mặt là giữ vững ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân về chấp hành pháp luật nói chung và luật giao thông đường bộ nói riêng, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.